Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, Cụm Khối Thi đua của tỉnh và các cơ quan đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, Cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, Cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Các đơn vị trong cụm khối thi đua đã tăng cường giám sát, hỗ trợ, đoàn kết, gắn bó, cùng nhau đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và tích cực phối hợp bàn các giải pháp thực hiện tốt các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị thành viên và của cả cụm khối thi đua. Tổng kết các phong trào thi đua, 9 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước các cụm khối tỉnh Hưng Yên được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua, 13 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, 12 tập thể có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Với phương châm hành động đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra của tỉnh trong năm 2022, trưởng các cụm khối thi đua của tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua với nhau để cam kết phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.